Tâu bệ hạ, ba vị tướng tài của Hiên Viên chỉ huy trận đánh này là Thường Thiên, Phong Hậu và Lực Mục, ai cũng có tài phép biến hóa, rất tài giỏi. Xin hai vị vương chớ khinh địch. Hùng Quốc và các con sang cánh hữu dưới sự chỉ huy của ngoại tổ giúp người đánh thắng trận này nhé. Chỉ cần một mình ta bên cánh tả là đủ rồi. Vậy là chỉ còn một mình Lạc Long Quân bên cánh tả. Ngay lúc đó, Phong Hậu, một trong ba tướng chỉ huy của Mông Cổ, đã đến trực tiếp đối đầu cùng Lạc Long Quân. Hỡi thần mưa, thần gió, thần sấm sét, hãy nổi cơn thịnh nộ lên, nổi lên đi. Phong Hậu, ngươi làm mưa làm gió để qua mặt được ta sao? Thần nào cai quản mưa gió ra đây gặp ta? Chào thái tử, ngài sai bảo gì tôi? Tại sao lại nghịch thiên tạo thời tiết bất thường như vậy? Ngươi ở đâu thì về đó cho ta. Giết tận gốc bọn chúng! Mọi người tiến lên! Không để bọn chúng thoát! Hùng Quốc, dừng lại! Không thể giết hại sinh linh bá tánh! Họ thua như thế cũng đủ biết sợ dân tộc ta rồi! Chúng ta mau thu quân để không tổn hại đến mọi người!